Chào bác, đây là hai cây mộc hương nhà em, mộc mộc ta các bác nhé. Mộc ta nó đã bắt đầu nở hoa rồi, kia hoa trắng trắng các bác thấy không ạ? Đó, cây rất là cao, cây tính từ mặt đất lên là nó cao khoảng trên 4 mét, rất là cao. Cái thân thân của nó bằng cổ tay em, rất là to. Đây em tiến lại gần cho bác xem. Trên hoa hoa trắng trắng này. Đó. Đó, hoa các bác. Đây. Em vừa mới trồng xong, nên là em phải buộc buộc cái dây thừng và xung quanh để nó giữ cái cây nó không bị đổ, vì cái bên trên tán nó to, nó nặng. Nên em buộc để giữ nó không bị đổ. Đây thân này. Đây các bác thấy nó bằng cổ tay em, rất là to. Nên một một vòng tay đây còn không kín này. Đó. Chậu này em thử đo thử cái đường kính. Đây, đo ngang tay 20, 40, 60, 80, 1 mét. Cái chậu này đường kính của nó khoảng 1 mét. Đấy, đường kính chậu khoảng 1 mét. Đây, chân chân vài bữa nữa em sẽ sơn cho nó đẹp. Đây, chậu sơn rất là đẹp. Còn cái chân vài bữa nữa em sẽ sơn. Đó. Cái mộc cũng khá là to đấy. Đây. Nhìn đằng trong ra. Nhìn đằng này nó hơi 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 tối. Hai cái chậu này đều đều rộng đường kính khoảng 1 mét. Đó. Thân bên này cũng rất là to này. Đây. Bằng cổ tay. Em vừa mới sang cái chậu to này nên là phải buộc những cái dây thừng này để cho nó khỏi khỏi đổ. Khỏi long gốc nó khỏi đổ. Đó. Trước là em trồng ở dưới đất. Đó, trước em trồng dưới đất xong là bây giờ lên chậu cho đẹp. Đây, cái chậu rất là đẹp. Cái chậu này thì cũng to, cũng bằng cái chậu trong kia. Đó. Đây. Cao trên 4 mét các bác. Ok, xin chào các bác.